các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá chiếc xe đạp duy nhất nhập khẩu. Video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác xe Jan XCR 3500 được trang bị bộ chuyển động Alivio, mẫu xe touring có giảm sóc, trang bị bánh 700c khung nhôm. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Bộ phần khung của chiếc xe thì cấu tạo từ nhôm, nước sơn nguyên bản. Xe vẫn còn rất là mới. Nước sơn xích líp rất là trắng. Về alicu. Full bộ chuyển động Alivio, đây là phanh dầu Shimano, đồ đạc nguyên bản chính hãng hết. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên 43cm. Từ khóa cổng yên đến tâm cổ cốt 55cm. Cho các bác từ khoảng 1m60 mất 70 đi được không? Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Giá bán của chiếc xe bên em là 9,5 triệu bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được thông báo về những chiếc xe mới nhất của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.